Hà Nhật Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Trước mắt các bạn là một con Sony Mini Đại. Dòng này có cổng quang Optical gắn trực tiếp Smart TV nha các bạn. Và cổng 3.5 thông dụng có thể các bạn gắn vào điện thoại, máy tính. Hoặc là các bạn có thể gắn vào các thiết bị Bluetooth bằng cổng 3.5 đó, như là USB Bluetooth, Catbox Bluetooth vân vân. Con này gọi là Mini Đại vì cái phần công suất của nó khá là nhỉnh hơn một số mini dòng mini khác. Và con này có loa bass 14 nhé, âm trầm đánh rất là khỏe. Và chút nữa các bạn sẽ thấy được ở bên trong, mỗi loa này công suất 50W. Nhìn ngoại hình của nó là một màu bạc, một màu bạc khá là cân đối giữa cái dàn máy và loa. Và cái phần lưới này nè, phần lưới sắt nè, đấy, nó vẫn thấy được cái loa bên trong rất là rõ, nhưng mà nó vẫn thiết kế rất là đẹp mắt ở bên ngoài, rất là cầu kỳ, loa vuông vức. Con này bass 14 nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ mở loa để các bạn xem bên trong. Cái phần bên trong lưới nè. Đó các bạn. Bass 14. Dòng này là màng loa bằng nhôm. Màng loa nhôm nhá, và gân các bạn có thể thấy được gân nguyên zin và gân xoắn này chỉ có dòng Sony. Nhìn rất là gấu, cái âm trầm đánh ra rất là lực, chắc tiếng. Đây là chép, là dạng chép thạch anh nha, rất là nhạy nên nó được bảo vệ bên ngoài thêm một lớp nữa. Màn hình khá là rộng, nhưng mà con này con này mình bán rẻ hơn một chút do nó CD không hoạt động, mà MD thì vẫn hoạt động nhưng mà CD thì chết mất rồi. Do đó mình để giá phải chăng hơn cho các bạn chơi điện thoại, máy tính hoặc là gắn trực tiếp Smart TV. Rồi bây giờ chúng ta thử nhạc thôi. Chúng ta sẽ test cổng analog mình gắn sẵn nè. Flat, cái chế độ âm thanh là đang ở chế độ cân bằng, flat là cân bằng nha các bạn. Chỉnh được super bass và các equalizer cài đặt sẵn. Đây mình bấm cho các bạn xem nha. Rock, cái này là equalizer cài đặt sẵn nè. Pop, jazz, classic, số 4, dance. Flat về cân bằng lại có nghĩa là có 5 chế độ và một chế độ cân bằng. Analog là cổng đầu vào. Bây giờ mình chỉnh. Khoan, tiếp theo là chỉnh super bass nè. DBFB, Super Bass On, Off. Đó, tắt mở cái Super Bass. Và chúng ta có thể chuyển cổng nè các bạn. Đây MD mình đang để một đĩa bên trong, cổng tép ở phía sau. Này, nó có cái đàn vuông ở đây đánh lên nè. Công suất con này là 50W một loa lượng nha các bạn. Chép khá là sáng, chép thạch anh rất là nhạy. Say giấc mộng ban đầu. Rock. Super bass on. Hòa mới đôi mươi. Thấy đây nè. Em đang đổ trắng tròn. Từng ngày qua phố. Có điều khiển học chỉnh full chức năng của dàn này. Đường về. Con này cái loa có bề ngang khá là rộng, gần 16 cm các bạn. Mối tình xanh như khúc hát. Ai đã hẹn với thề. Các bạn, đây cứ nói với lại YouTube. Để rồi lỡ mối duyên thơ xa đi chẳng xa. Cổng ở phía sau nè các bạn, cứ nói ở phía sau. Ngày em thấy ai. Cổng AUX. Các bạn đang nghe nhạc trên YouTube nhưng mà cái phần âm thanh cũng rất là trong, đánh bass rất là chắc tiếng nha. Cái thùng loa bằng gỗ hết nha các bạn, cái thùng loa đều bằng gỗ hết nhưng mà được dán simli màu xám để cho đồng bộ với cái đầu máy. Mỗi loa nặng 3,1 kg, 50W, và cái đầu máy này nặng tới 7,5 kg lận.
thiết kế nhìn rất là hầm hố. Cái bề ngang của loa nó sẽ rộng hơn so với một số loa cùng dòng mini, để nó tăng kích thước cái màn loa lên và cái thể tích của thùng loa cũng tăng lên đáng kể. Ta sử dụng điều khiển nha, chỉnh âm lượng, vân vân. Dẫn ở phía sau một chút nha. Đây các bạn có thể thấy, để mình tăng sáng một chút nha. Ở phía sau thiếu sáng rồi. Đây dây là dây loa nè, trái phải. Cổng này cổng AUX mình đang chơi gắn nhạc nè, cổng vào. Cổng này cổng xuất ra. Hai cái bông sen là hai cái bông sen xuất ra. Tại sao cần xuất ra? Vì đây là cổng quang optical nè. Đây cổng quang optical gắn trực tiếp Smart TV và nó vừa giải mã và nó vừa xuất tín hiệu ra một cái amply khác chơi tiếp luôn nè. Đấy, nó vừa chơi ra loa và xuất tín hiệu tiếp, có nghĩa là làm một cái đầu giải mã trung gian nữa nha các bạn. Đấy, loa vuông vức góc cạnh nó chỉ hơi bị bạc màu thôi các bạn, chứ không có gì hết, màu đen thì nó sơn mà bị bạc màu một chút. Còn loa này vuông vức. Đấy các bạn, đây là cổng AUX ở phía sau và cổng quang. Còn ở phía trước, đây cái màn hình này rộng rồi. Và ở dưới đây nè, phần đáy nè, cổng analog in 3.5 trực tiếp, còn cổng này cổng tai phone, xuất tai phone ra. Cổng này các bạn có thể gắn trực tiếp dây 3.5 các thiết bị. Rồi, hồi nãy giờ chúng ta test chơi nhạc trên YouTube. Có điều khiển học chỉnh full chức năng của dàn máy này. Còn đây là học MIDI thì bấm MIDI thôi. Đấy, nó có cái phần âm lượng và phần cái nhạc ở đây. MIDI thì chơi tốt luôn. Giải mã không cần mồi nha các bạn, cái này chỉ chơi đĩa thôi. Âm thanh chép rất là nhuyễn luôn á bạn. Chép rất là cao. Công suất nó cũng nhỉnh hơn những cái dàn khác. Bạn nên đeo tai phone vào để nghe rõ cái âm trầm của nó. Con này có thể chơi được những cái thể loại nhạc mạnh, không có kén thể loại nhạc. Test để mà đi rồi. Đây còn nút function, các bạn có bấm trên điều khiển hoặc là trên máy cũng được. Optical nè, cổng quang trực tiếp. Analog in cổng 3.5 ở phía trước. Cổng tép là cổng AUX ở phía sau nãy mình chơi đó. Rồi, tiếp tục trên YouTube. Công suất đánh gần bằng một dàn chung luôn các bạn. Tiếng bass đập rất là đã.
ta test con Sony PX5 nha các bạn. Con này là made in Japan từ đầu máy tới loa luôn nhé. Nãy giờ mình quên giới thiệu cái điều đặc trưng ở con này nữa. Một dàn cao cấp của hãng Sony thời điểm ra mắt. Con này có giá xuất xưởng tới 73.000 yên, tầm khoảng 730 đô thời điểm ra mắt đó các bạn. Made in Japan từ đầu máy cho tới cặp loa luôn, 50W một loa, có cổng optical in, cổng analog in, chơi tốt mà đi. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Đừng quên tham khảo trên trang web của mình hangnoidiannhậpvu.com và Facebook, Zalo nữa nhé.